Cập nhật các sân vận động đang xây dựng và cải tạo tại Indonesia. Sân vận động Harapan Bangsa tại thành phố Banda Aceh, tỉnh Aceh. Sân vận động Teladan tại thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra. Sân vận động Điền Kinh Bắc Sumatra tại Deli Serdang, tỉnh Bắc Sumatra. Sân vận động chính Bắc Sumatra tại Deli Serdang, tỉnh Bắc Sumatra. Sân vận động Segiri tại thành phố Samarinda, tỉnh Đông Kalimantan.
sân vận động Ganja Wuhan tại thành phố Malang, tỉnh Đông Java. Sân vận động Surajaya tại Lamongan, tỉnh Đông Java.